Trưa nay lúc 11 giờ, dân oan chúng tôi cũng tiếp tục đón cổng Thủ tướng Chính phủ. Nó kêu đã kêu gọi Thủ tướng. Thủ tướng ơi, chỉ đạo bộ công an vào cuộc điều tra đất cả nhà nhân dân chúng tôi. Nhân chúng tôi khổ sở cứ làm đường làm xá như thế này, coi như cả ngày đưa dân chúng tôi về, trong chúng tôi cũng vẫn tiếp tục đón cẩm Thủ tướng, gọi Thủ tướng khi nào Thủ tướng những dân phúc, khi nào mà ra trả lời nhân dân chúng tôi để nhân dân chúng tôi ổn định cuộc sống. Bảo Thủ tướng những dân phúc quá dã man, không chỉ đạo cho các tỉnh trả đất trả nhà dân chúng tôi. Đứng đâu cũng được mà, miễn đứng trên lề đường được rồi. Bây giờ đất cái này là coi như nhân dân chúng tôi muốn đứng ở chỗ nào đứng, muốn đi chỗ nào đi, đừng có kèm kẹp nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi không nhảy đến nhân dân chúng tôi là mất cái tự do sao? Các người có cái tự do sao? Thủ tướng chỉ đạo mà tại sao các tỉnh không nghe, nhờ nghe vừa chúng tôi đến có gõ cửa cổng Thủ tướng, kêu gọi Thủ tướng là coi như chỉ đạo tỉnh Bình Định nó không nghe, lộng hành. Ngồi xuống đến pháp luật. Thủ tướng dân Trung Phúc. 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 Thủ tướng Nguyễn Xuân 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 Phúc. Cho dân nhà gia đình đi theo cộng sản ba đầu. Thủ tướng ơi, tại sao cũng đi cướp đất cướp nhà hết diện cớ đi còn đi cướp đất cướp nhà gia đình cựu chứng minh vậy? Ông Phúc không còn cái con đường nào nữa. Ông Phúc đáng với đáng mà đi cướp với nhau với ông Phúc. Cái đáng giá mà đi coi đi cướp phải đáng thật vậy ông Phúc? Thủ tướng ơi, ông chỉ đạo đi, dân Bình Phước khổ quá rồi. Dân Bình Phước hết tất cả hết rồi, mất quyền lợi công dân, mất đất, mất nhà. Ông chỉ đạo mà tại sao tỉnh không nghe? Mà ông để đảng viên đàn làm sẵn cái tài sản của dân cho nên là sao? Như vậy có đúng luật pháp hay không? Ông Phúc ơi. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đất trả nhà cho dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 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 Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trả đất tại nhà cho dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trả đất tại nhà cho dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trả đất tại nhà cho dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Trả đất tại nhà cho dân. Tướng Tô Lâm. Vào cuộc điều tra. Cán bộ tỉnh Bình Phước. Tướng Tô Lâm. Vào cuộc thanh tra cán bộ tỉnh Bình Phước. Tướng Tô Lâm. Vào cuộc thanh tra cán bộ tỉnh Bình Phước. Tướng Tô Lâm. Vào tướng Tô Lâm. Tướng Tô Lâm. Tướng Tô Lâm. Tướng Tô Lâm. Thủ tướng chính phủ ơi, chỉ đạo bộ công an vào cán bộ tỉnh Bình Phước, cán bộ tỉnh Bình Phước lạm dụng chức quyền cướp đất của nhà dân, người dân Bình Phước mất quyền lợi công dân. Nói chuyện nha. Thủ tướng ơi, chỉ đạo bộ công an vào cuộc điều tra cán bộ tỉnh Bình Phước. Và trước cái công này là trước cái công của nhân dân, chứ phải trước cái công của cán bộ đâu. Trước cái công của nhân dân, chứ phải phòng chính phủ trước cái công nhân dân, chứ đừng có nói vậy cho. Đừng có phân biệt. Đừng có phân biệt. Đừng có phân biệt nha. Ở đây ghi giới dân, dùng quân với dân nha. Không có phân biệt. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông đừng có chỉ đạo anh cướp của dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Mà chỉ đạo không công tung thủ theo chỉ đạo nè. Ba Hồng bây giờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi. Ba Hồng bây giờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đất trả nhà nhà liệt sĩ. Ba Hồng bây giờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đất trả nhà gia đình có công cách mạng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đất trả nhà và thủ dân binh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả đất trả nhà nhà có công cách mạng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Trả nhà có công cách mạng đau khổ giữ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Cướp đất cướp nhà có công cách mạng gì quá ăn vậy. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba Hồng bảy vía. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông ngay lô tay mà nghe. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi cướp đất cướp nhà hết có đi cướp đất cướp nhà gia đình liệt sĩ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi cướp đất cướp nhà các công cách mạng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi cướp đất cướp nhà liệt sĩ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ba Hồng bảy vía. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi cướp đất cướp nhà gia đình đẹp sĩ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi cướp đất cướp nhà gia đình cựu dân binh ông Phúc ơi. Tại sao như vậy ông Phúc ơi? Ba Hồng bị vía. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để đảng đi cướp đánh già mà đi cướp đánh thật ông Phúc ơi. Ông Trọng ơi, cướp đất cướp nhà liệt sĩ. Ông Trọng ơi, chỉ đạo mà ngăn cản người đi đòi cờ quyền lợi công dân nè ông Phúc ơi.
cháu chồng ơi, tại sao ông không xử lý những kẻ liên quan đang viên đang công dân đi có gia đình liệt sĩ ông chồng ơi, ba hồn bị vía tận bị thương những phụ chồng ơi, tại sao ông đã đang viên đang công dân tỉnh Bình Định đi cướp gia đình cướp có công cách mạng ông đàn ông chồng ơi, tận bị thương những phụ chồng ơi. Tại sao ông ta đang viên đang công dân đi góp đất góp nhà gia đình cũng dân bên ông trọng ơi? Tức là thủ tướng chỉ đạo như thế nào mà tỉnh không nghe? Thành ra chính phủ nói tiếp công dân trung ương đây, công tiếp dân là như tôi, công tiếp dân để đưa cái văn bản đưa đúng thủ tục, đưa đúng trình tự để cho giải quyết cho tôi, để ổn định cuộc sống người dân. Tại sao không làm? Mà chỉ đưa an ninh để đàn áp thôi. Tại sao không làm điều đó? Đi vàng à, bây giờ sáng nay không có cả đất nhà dân chúng tôi tiếp tục đi nữa. Đúng thủ tục vậy. Vậy nói để bà chị biết cho tôi. Xin cảm ơn mọi người nhân dân chúng tôi là có chia sẻ nhân dân chúng tôi quá khổ. Trưa nắng nhân dân chúng tôi cũng trống chui trống nhủi đã đi đón thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Để đòi quyền lợi của người dân. Mà giờ đi đòi đi đón những thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Bởi vì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo cái giấy 206 ngày 29 tháng 7 2016 cho nhân dân tỉnh Bình Định chúng tôi mà coi như là thành Hồ Quốc Dũng chủ tịch tỉnh Bình Định coi như nó là không có thực hiện cái chỉ đạo, nó ngồi sớm lên cái chỉ đạo pháp luật đó, nó ngồi sớm lên để đi cướp đất cướp nhà nhân dân chúng tôi. Bao nhiêu năm nay không trả để nhân dân chúng tôi sống cảnh bằng trời chiếu đất, nhân dân chúng tôi không nhà không cửa, coi như là cán bộ thì nhà có thao cửa rộng. Nhân dân chúng tôi nằm vỉa hè đầu đường xó chợ nóng nực, nhân dân chúng tôi không có cùng một con đường mà để đi sống. Dân bởi vì dân chúng tôi thấp cổ bé họng, không có mà đi là được như nhờ là cái nhà cầm quyền lấy dân làm gốc, kêu là nhà cầm quyền lấy dân làm gốc, tại sao không thực hiện? Thì người dân đã mất đất mất nhà mà tại sao không chỉ đạo giải quyết?
Còn lại thì cướp, tiếp tục đi cướp đất, cướp nhà của dân. Trồng rừng nè, mấy giờ tỉnh nó chặt hết rồi ông ơi. Tỉnh nó chặt hết rồi. Đây là đất này, đất là dự án của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trồng rừng. Mà bên Quốc hội là cũng thống nhất, nước ngoài cũng ủng hộ. Nhưng mà nhân dân chúng tôi là dân Bình Phước đã thực hiện trồng rừng 100%. Nhưng Chủ tịch Bí thư tỉnh ủy đã chặt khóa, ra quyết định chặt khóa mà ra quyết định ma. Chặt khóa hết. Rồi dân chúng tôi đã đi từ địa phương đến trung ương để đòi quyền của mình, nhờ tài sản của mình. Nhưng đi đến đây là Thủ tướng cũng có chỉ đạo là thanh tra chính phủ có thành lập đoàn 494, nhưng vô tới đó là không đồng với tỉnh, không giải quyết cho dân chúng tôi. Thành ra chúng tôi tiếp tục kêu kéo nữa để đòi quyền lợi xích đáng của dân Bình Phước chúng tôi. Đến mọi người đã chia sẻ cùng nhân dân, cùng nhân dân này là coi như là bị cướp đất cướp nhà dân chúng tôi tới giờ này 11 người 2 giờ rồi, dân chúng tôi cũng vẫn nằm về đường, nằm về đường đã kêu gào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, tướng Tô Lâm, mọi người sao không có mà thực hiện lên đấy mà vào cuộc để điều tra giải quyết cho nhân dân chúng tôi. Xin cảm ơn anh chị em cùng chia sẻ cho nhân dân chúng tôi. Cảm ơn.